dụng. Sau đây tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số vấn đề về kinh tế tín dụng. Tổng quan về cái cơ cấu tổ chức ngành tín dụng thì nó bao gồm các dịch vụ sau đây: dịch vụ tư vấn tín dụng, bốn loại công ty tín dụng chính, hậu trường của việc tín dụng và các quy tắc hẹn phỏng vấn, các câu hỏi thường gặp và phần trả lời. Thì nếu bạn hiểu rõ trò chơi sắp tham gia thì bạn sẽ có nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Đối với cái dịch vụ tư vấn tín dụng thì nhân viên ngành nhân sự thường sử dụng các thuật ngữ chung như là dịch vụ tư vấn tín dụng để mô tả các cá nhân và các công ty giúp họ tìm các ứng viên theo nhu cầu cần tuyển. Có thể bạn sẽ quen với cái thuật ngữ là chuyên viên tín dụng, một thuật ngữ mà bao hàm nhiều cấp độ khác nhau như là chuyên gia tín dụng nhân sự cấp cao hay là chuyên gia tuyển dụng nói chung và các dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời. Vậy thì ngành tuyển dụng có hai đặc điểm nổi bật là doanh thu khổng lồ và sự cạnh tranh quyết liệt. Cái doanh thu toàn cầu của ngành nước này ước tính khoảng là 410 tỷ đô đối với nước Mỹ, trong đó nước Mỹ chiếm gần một nửa với 20.000 công ty cung cấp nhân sự và 174.532 chuyên gia tuyển dụng. Đây còn là những thông tin cần thiết cho chiến dịch tìm việc của bạn. Đó là ngành này thì nó rất cạnh tranh, rất là mạnh mẽ. Các chuyên viên tuyển dụng hiếm khi trao đổi thông tin với nhau do tính đa nghi trong nghề nghiệp, và các chuyên viên tuyển dụng làm việc vì họ chứ không phải là vì bạn. Không có cái khóa học hoặc là đào tạo chuyên viên tuyển dụng nào cả, không có cái quy tắc đạo đức chính thức nào cho cái ngành này, và việc cung cấp giấy phép đăng ký hoạt động gần như là không tồn tại. Đào tạo thì ít nhưng mà kiếm được nhiều tiền. Thì sự trưởng thành trong cái nghề chính là đều tạo nên sự khác biệt giữa chuyên viên tuyển dụng. Có hai trường phái chính là những chuyên viên tuyển dụng được đào tạo bài bản và những nhưng mà thiếu kinh nghiệm thường làm cho các công ty nhượng quyền thương mại lớn. Trong khi đội ngũ chuyên viên cấp cao dày dặn kinh nghiệm chuyên môn hơn thì coi đây như là cái nghề tay trái và thường làm cho các công ty nhỏ mới mở. Mỗi trường phái đều có một cái đặc thù riêng, và điều này giải thích tại sao một số chuyên viên tuyển dụng hiểu biết thường rộng về ngành nghề của bạn, trong khi những chuyên viên khác thì chỉ có thể nghe nói sơ sơ. Hay là việc phân biệt hai trường phái này sẽ giúp bạn gia tăng thêm cái cơ hội thành công trong chiến dịch tìm việc. Bốn loại công ty tuyển dụng chính, các nhà quản lý than phiền khi họ cần tìm người phù hợp cho vị trí ở một số kỹ năng hay là kinh nghiệm, đặc biệt mà việc quảng cáo đăng tuyển hầu như không hỗ trợ gì, đúng không? Do đó ngày càng nhiều các công ty để các chuyên viên tuyển dụng chuyên nghiệp để tìm nhân tài, bởi vì những người giỏi giang thì thường không tự nguyện giơ tay lên và nói tôi ở đây. Các công ty tuyển dụng nói chung được các tổ chức chia ra bốn loại chính, và mỗi loại hình thì thường hướng đến một số đối tượng khách hàng khác nhau. Chỉ cần hiểu rõ một số khác biệt đó thì bạn sẽ biết ai có thể giúp đỡ bạn và ai sẽ chỉ cho bạn những lời hứa hảo huyền thôi. Có bốn loại công ty tuyển dụng, đó là công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao, công ty tuyển dụng nhân sự tạm thời, công ty tuyển dụng cấp nhân sự nói chung, tuyển dụng nói chung, và các công ty tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng. Công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao hoàn toàn bình thường khi những tay sang việc đánh giá sai quan điểm, đừng gọi cho chúng tôi sẽ gọi cho bạn. Của hầu hết các hãng tìm kiếm nhân sự cấp cao và họ cứ tiếp tục chờ đợi trong hy vọng. Ở đây một quy tắc mà bạn nên nhớ, họ làm việc không phải vì bạn. Các công ty thuê chuyên gia tuyển dụng nhân sự cấp cao tìm giúp cho họ ứng viên phù hợp với một số vị trí cụ thể, đặc biệt là vị trí đóng vai trò quan trọng quyết định đối với vận hành của công ty. Theo kinh nghiệm thực tế thì khi các doanh nghiệp còn nhân sự ở vị trí càng cao thì việc tìm kiếm ứng viên đạt yêu cầu càng kéo dài và khó khăn. Khả năng họ phải thuê một cái hãng tìm kiếm nhân sự cấp cao là càng lớn. Vì vậy các công ty mà tuyển nhân viên nhân sự cấp cao thì được trả phí rất cao, dù các ứng viên họ giới thiệu cho tuyển dụng
thì có được tín hiệu hay là không đi chăng nữa, khi vị trí cần tìm là giám đốc điều hành, chủ tịch, phó chủ tịch hoặc là thành viên hội đồng quản trị một cái công ty tín dụng cấp cao sẽ được trao đổi với ban tín dụng với doanh nghiệp của doanh nghiệp đó về tất cả các tiêu chí tuyển chọn, sau đó sẽ gửi cho ban này danh sách các ứng viên tiềm năng là những người đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe đó. Công việc của một công ty tuyển dụng cấp cao lúc này là thuyết phục các ứng viên tiềm năng đồng ý xem xét vị trí mới, đồng thời đánh giá mức độ của việc từng ứng viên. Các hãng tìm kiếm nhân sự cấp cao thường không quan tâm nhiều đến người tìm việc đâu, nếu có thì cũng chỉ là bổ sung hồ sơ và các cơ sở dữ liệu của họ thôi, do đó sẽ mất công vô ích nếu bạn cứ chạy theo những công ty này trong khi bạn bận rộn với quá trình tìm việc của mình. Hãy cứ để họ tìm ra bạn, bởi nếu bạn thực sự xuất sắc, sớm muộn gì các công ty tuyển dụng nhân sự này cũng sẽ biết bạn ở đâu thôi. Tuy nhiên, bạn có thể thúc đẩy quá trình này và làm cho nhiều người biết đến mình và cách tham gia các hội, các hiệp hội nào đó. Đồng thời, bạn hãy gửi cho công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao một hồ sơ qua email cùng với một bản in bằng đường bưu điện. Đừng gọi điện hỏi họ xem là có đánh nhận được hồ sơ của bạn hay chưa, vì hành động này cho thấy bạn chỉ quen tư duy kiểu đơn thuần, thậm chí đang nỗ lực một cách tuyệt vọng mong tìm được công việc như ý. Một công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao thì chỉ chủ động gọi điện cho bạn khi họ có một vị trí phù hợp, đó cũng là một cách mà họ kiếm tiền. Vì vậy, hãy gửi hồ sơ bạn tới tất cả công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao trong thành phố nơi bạn đang sống, hoặc là các công ty với những kỹ năng hay phù hợp với kỹ năng hay ngành nghề của bạn. Còn riêng các công ty tuyển dụng nói chung thì các công ty tuyển dụng nói chung cũng được chia làm hai loại, là loại hợp tác lâu dài theo vụ việc, và cả hai loại này đều mang lại lợi ích cho bạn. Lợi ích thứ nhất là loại hình hợp tác lâu dài. Một công ty tuyển dụng có một cái mối hợp tác lâu dài với một doanh nghiệp thì hình thức hoạt động của nó tương tự như một công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao. Họ sẽ được trả phí cơ bản hàng tháng, ngoài ra cũng được trả thêm cho một khoản tùy theo cái vị trí mà họ tuyển được cho doanh nghiệp. Các công ty tuyển dụng là các đối tác lâu dài và thường có mối quan hệ độc quyền với doanh nghiệp và có thể đóng vai trò như là người chiêu mộ nhân tài không chính thức cho doanh nghiệp. Loại hình thứ hai là loại hình hợp tác theo vụ việc. Những công ty tuyển dụng kiểu này có thể giới thiệu cho ứng viên các doanh nghiệp, nhưng họ chỉ được trả tiền khi các ứng viên giới thiệu được tuyển dụng. Do đó, các công ty kiểu này thường cạnh tranh với nhau để giới thiệu các ứng viên cho cùng một vị trí. Thời gian thì vai trò then chốt, nên bạn phải sẵn sàng để tham gia phỏng vấn ngay khi được thông báo. Đôi khi các công ty tuyển dụng còn là những người đề xướng, sẽ đóng vai trò là hai nhà tuyển dụng, hai vai là nhà tuyển dụng và người sao việc. Bạn sẽ tìm một công ty tuyển dụng chuyên về lĩnh vực đang làm hoặc là lĩnh vực bạn muốn tham gia. Nếu có thể, bạn nên tìm một công ty tuyển dụng trước khi bạn tìm việc khoảng 6 tháng, bởi vì họ cần thời gian để tìm kiếm các vị trí thích hợp với những kỹ năng và hợp với yêu cầu của bạn. Đừng tìm cách qua mặt những công ty tuyển dụng có mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp, trong khi bạn nghĩ rằng mình đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoản phí phải trả cho công ty tuyển dụng. Thì hành động này qua mặt công ty tuyển dụng lại cho thấy bạn là người không đáng tin tưởng trong mắt cả công ty tuyển dụng lẫn doanh nghiệp. Hành động của bạn sẽ khiến cho bạn mất điểm với doanh nghiệp, trong khi công ty tuyển dụng sẽ gác tên bạn trong cái danh sách dự phòng. Vậy là bạn đã tự đi đánh mất cả hai cơ hội. Các công ty tuyển dụng không làm việc vì bạn mà vì lợi ích của chính họ. Bạn chỉ là một trong những sản phẩm mà họ có, và họ đã dựng tính hết những rủi ro cùng với những chi phí khi mà giới thiệu bạn cho doanh nghiệp. Thế nên hãy chắc chắn rằng bạn biết mình muốn gì trước khi liên hệ với các công ty tuyển dụng, cũng như đảm bảo rằng các công ty này hiểu rõ công việc bạn đang tìm kiếm để thông báo lịch trình các cuộc họp phỏng vấn mà họ sắp xếp cho bạn. Nếu bạn đang bế tắc và muốn tìm một chuyên viên tuyển dụng uy tín, hãy nhờ bạn bè giới thiệu các chuyên viên tuyển dụng mà họ đã từng hợp tác. Bạn hãy tôn trọng các chuyên viên tuyển dụng và đừng làm phiền họ một cách không cần thiết. Dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời. Ở cái dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời, những công ty chuyên cung cấp nhân sự tạm thời có chức năng giống như tên gọi của nó, tức là cung cấp cho doanh nghiệp
một số nhân lực tạm thời nhằm giải quyết công việc hàng ngày theo hợp đồng có những khoảng thời gian nhất định. Do nguồn vốn nhân lực có thể được hạch toán và biến phí, cho nên các doanh nghiệp để muốn thuê các nhân viên làm việc theo dự án và duy trì hợp đồng này cho đến khi dự án kết thúc. Thông thường chính các công ty cung cấp nhân sự tạm thời này sẽ phải trả lương cho bạn. Các công ty cung cấp nhân sự tạm thời là nơi lý tưởng để cho bạn khởi nghiệp với những ngành nghề hoặc những công việc mà bạn yêu thích. Khi mà bạn bắt đầu trên một cương vị một nhân viên tạm thời, nghĩa là bạn đã đứng đầu cái danh sách ứng viên có khả năng được công ty chuyển sang một vị trí làm việc lâu dài. Các công ty cung cấp nhân sự tạm thời đều có khách hàng thân thiết, do đó bạn có thể đăng ký với càng nhiều công ty càng tốt, miễn là chúng cùng hoạt động trong ngành nghề mà bạn yêu thích. Sau đó bạn hãy liên lạc với họ hai tuần một lần để hỏi các thông tin mới cập nhật. Một khi bạn có cơ hội tham gia dự án đó, hãy nỗ lực cống hiến hết mình và xây dựng một hoàn cảnh tốt nhất có thể. Nếu làm được như vậy, các công ty sẽ yên tâm khi để bạn tham gia các dự án mà họ đã ký kết với khách hàng. Một công ty loại này thường có khoảng dưới 100 khách hàng và chỉ cần đăng ký với 10 công ty hàng đầu là bạn có thể có cơ hội tiếp xúc với 1.000 doanh nghiệp. Những việc còn lại là quá. Vậy thì ý tiếp theo là công ty cung cấp nhân sự theo hợp đồng. Công ty mà cung cấp nhân sự theo hợp đồng ấy, thì các công ty này thường cung cấp nhân sự cho những dự án đặc biệt, được bố trí toàn bộ nhân sự cho một cái phòng ban nào đó nhằm để đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp trong điều kiện tình hình ngân sách lương bổng phúc lợi hạn hẹp. Nói cách đơn giản, nhân viên toàn thời gian của doanh nghiệp sẽ được nhận lương từ một cái quỹ lương hoàn toàn khác với quỹ lương dành cho doanh nghiệp hợp đồng. Thế nên không có gì là lạ trong doanh nghiệp dù đang hạn chế tăng số lượng nhân viên chính thức còn có thể thuê thêm nhân viên hợp đồng. Vậy thì nhân viên hợp đồng về bản chất là nhân viên của công ty chuyên cung cấp nhân sự cho hợp đồng. Và cũng giống như các nhà tuyển dụng khác thì những công ty cung cấp nhân sự theo hợp đồng mang đến cho nhân viên đầy đủ các phúc lợi cũng như mức lương rất cạnh tranh. Và đôi khi là công việc kéo dài thêm nhiều năm, bạn có thể bắt gặp nhiều nhân viên hợp đồng ở hầu hết mọi ngành nghề và hầu hết vị trí, chẳng hạn như là ở vị trí máy tính, trừ phòng nhân sự, kỹ sư, y tá, thậm chí là giám đốc điều hành, miễn là kỹ năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Vậy thì hậu trường của việc tuyển dụng nó như thế nào? Các công ty tuyển dụng chính là bà mối, bởi họ kết hợp hai người lạ với nhau theo mối quan hệ hôn nhân kinh tế mà cả đôi bên cùng có lợi. Nếu bạn hiểu rõ cái cơ chế hoạt động của quy trình này, bạn phải biết làm gì để đạt được kết quả như mong muốn. Hầu hết các công ty tuyển dụng đều xây dựng cho mình một cái quy trình tìm kiếm để thu hút các ứng viên hàng đầu với từng bước chủ yếu sau đây. Bước thứ nhất là phân tích nhu cầu. Trước khi tìm kiếm ứng viên, mọi công ty tuyển dụng đều phải tìm hiểu hết các yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra cho vị trí cần tuyển. Càng hiểu rõ nhu cầu cần tuyển dụng cho doanh nghiệp thì khả năng thành công khi tìm kiếm ứng viên càng cao. Điều bạn cần biết ở đây chính là giai đoạn các công ty tuyển dụng dễ thất bại nhất. Nguyên nhân là thường doanh nghiệp không xác định được những kỹ năng hoặc những phẩm chất mà họ muốn các ứng viên cần phải có. Vì thế họ không thể đặt ra yêu cầu chính xác cho công ty tuyển dụng. Chẳng hạn như nhà tuyển dụng đưa ra một đòi hỏi hết sức mơ hồ: tôi sẽ nhận được người tôi muốn tuyển dụng ngay khi tôi gặp người đó, dù là hạn hữu, nhưng mà chuyện này đôi khi còn xảy ra. Yếu tố thứ hai chính là tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Sau khi đã tìm hiểu yêu cầu của doanh nghiệp thì các công ty tuyển dụng sẽ lập ra danh sách các ứng viên tiềm năng. Nếu là ở hồi xa xưa, cách đây khoảng 5 năm, thì một chuyên viên tuyển dụng phải mất đến 3-4 tuần chỉ để làm đúng theo một việc là thu thập tên và thông tin mới nhất của các ứng viên tiềm năng. Ngày nay, có các công cụ như LinkedIn hay Google đã giúp cho giai đoạn này trở nên dễ dàng hơn. Vậy điều bạn có biết là gì? Trong thời đại ngày nay, nếu tên bạn không nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng của chuyên viên tuyển dụng, bạn sẽ không bao giờ nhận được cuộc gọi nào cả. Vài năm trước, các chuyên viên tuyển dụng phải hỏi bạn quen ai, còn bây giờ họ biết thông tin này trước khi gặp bạn và việc tìm kiếm các ứng viên kết thúc, thậm chí trước
khi công ty tuyển dụng biết đến sự tồn tại của bạn. Yếu tố thứ ba là danh sách sơ tuyển, tuyển dụng và phỏng vấn. Mục đích của nhân viên tuyển dụng là tập trung thời gian của chính họ và khách hàng vào việc phỏng vấn các ứng viên nổi bật. Những yếu tố quyết định trong phỏng vấn là đánh giá cá nhân và sự phù hợp. Nhân viên tuyển dụng sẽ rút gọn danh sách từ 100 cho đến 200 người xuống thành một danh sách sơ tuyển chỉ 20 người. Sau đó họ sẽ tiếp cận các ứng viên sàng lọc và thu ngắn danh sách này xuống còn khoảng 10 người. Bước này họ được hoàn thành khá nhanh. Chuyên viên tuyển dụng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho các ứng viên và đánh giá từng người qua cuộc gọi này. Chỉ trong vài phút trò chuyện, chuyên viên tuyển dụng đã kịp thời phân tích các yếu tố như kiến thức, kinh nghiệm, thái độ của ứng viên. Các cuộc phỏng vấn chi tiết sau đó là cơ hội để chuyên viên tuyển dụng đánh giá từng ứng viên một cách toàn diện. Sau đó một hai ứng viên sẽ được sắp xếp để tham gia phỏng vấn với khách hàng. Và như bạn thấy đấy, có rất nhiều công đoạn để được thực hiện sau hậu trường. Nhưng việc đánh giá luôn diễn ra theo suốt cái quy trình tuyển dụng đó. Vậy thì điều bạn có biết chính là nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ một chuyên viên tuyển dụng, xem như bạn đã đáp ứng được một số tiêu chuẩn cơ bản và có đến 60% cơ hội, hãy thể hiện thái độ lịch thiệp và hòa nhã trong suốt thời gian phỏng vấn. Đây chính là bạn. Nhưng đáng mến hơn, hãy tự tin bạn biết mình cần gì và cơ hội mà chuyên viên tuyển dụng mang đến có phù hợp cho con đường sự nghiệp của bạn hay không. Chuyên viên tuyển dụng sẽ đánh giá mức độ phù hợp ban đầu của bạn so với các đòi hỏi của doanh nghiệp. Đây là thời điểm nhạy cảm, bạn có thể dễ dàng vượt qua cũng như có thể mắc cạn vì lý do vớ vẩn nào đó. Nếu bạn cư xử với chuyên viên tuyển dụng như là một người bạn tâm tình hay là chuyên viên tư vấn hôn nhân rồi kể lể lâu dài về chuyện không mấy liên quan, chắc chắn bạn sẽ bị loại ngay trước hết. Hãy tôn trọng thời gian của họ và chỉ đặt ra những câu hỏi phù hợp với vị trí mà họ đang tuyển. Yếu tố thứ tư là kiểm tra thư giới thiệu. Hầu hết các chuyên viên tuyển dụng đều tham khảo các lời nhận xét để đánh giá các chuyên viên trước khi giới thiệu cho khách hàng. LinkedIn có thể xem một địa chỉ lý tưởng. Các chuyên viên tuyển dụng luôn có cách phát hiện những thông tin mà doanh nghiệp không biết, mà đây là thường là những thông tin mà không ứng viên nào muốn người khác biết. Tất nhiên là các chuyên viên tuyển dụng sẽ tiết lộ cho khách hàng những thông tin này. Thà họ thừa nhận mình đang theo đuổi một cái ứng viên không đạt yêu cầu, chứ quyết không chấp nhận một hành động mà sau đó họ có thể phải trả giá đắt. Điều bạn có biết chính là nếu bạn thực sự tồn tại những thông tin bất lợi có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh những ứng viên của bạn, thì nhất định các chuyên viên tuyển dụng sẽ tìm ra được. Vì vậy, bạn hãy nói ngay với chuyên viên tuyển dụng rằng công ty cũ có thể đưa ra những lời nhận xét không hay về bạn, đồng thời nói cho họ biết lý do. Nhân vô thập toàn chính là vậy. Một khi bạn che giấu và để cho chuyên viên tuyển dụng tự tìm ra nguyên nhân, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội giải thích điều đó nữa. Yếu tố thứ năm là đánh giá tính cách. Các bài kiểm tra đánh giá đã trở nên bình thường trong các quy trình tuyển dụng ở bậc quản lý và bậc cấp thấp hơn. Và ở nhiều doanh nghiệp thì bảng mô tả tính cách được xem xét chung những lời giới thiệu và nhận xét. Những bước tiện quan trọng này nhằm giúp cho doanh nghiệp yên tâm hơn khi đánh giá phù hợp, sự đánh giá phù hợp của bạn với những thành viên còn lại trong nhóm. Vậy thì điều bạn có biết là gì? Hãy trả lời các câu hỏi một cách thành thật, đừng tỏ ra khôn ngoan và kiểm tra. Bởi thế nào bạn cũng thua. Các bài kiểm tra được xây dựng có mục đích phát hiện ra những người gian lận. Bạn thất bại và tự mình phá hỏng chiếc cầu dẫn sang bờ bên kia. Các doanh nghiệp chỉ yêu cầu bạn làm kiểu bài kiểm tra này khi họ thực sự quan tâm đến bạn. Hãy hỏi xem bài kiểm tra này sẽ được dùng vào việc gì, sau đó bình tĩnh trả lời dựa trên các yêu cầu của công việc đó. Đọc thật kỹ tất cả các biểu mẫu mà bạn được yêu cầu ký vào. Bạn phải biết doanh nghiệp có thể sử dụng những thông tin này vào mục đích gì. Hãy yêu cầu họ gửi cho bạn bản gốc ngay kết quả các bài kiểm tra này. Yếu tố thứ sáu chính là thương lượng. Hầu hết các chuyên viên tuyển dụng sẽ cùng tham gia thảo luận để khách hàng của họ thương lượng các điều khoản trong thư mời làm việc. Trách nhiệm của họ là đạt được sự thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Vậy thì điều bạn có biết là gì? Là hãy để cho các chuyên viên tuyển dụng làm trung gian thương lượng các quyền lợi cho bạn. Như thế cả hai bên sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và các vấn đề được giải quyết cách nhanh hơn. Bắt đầu làm việc
và sự bảo lãnh. Hầu hết các chuyên viên tín dụng sẽ đưa ra thời gian bảo lãnh dưới hình thức đảm bảo năng lực của ứng viên. Thời gian bảo lãnh thì thường kéo dài từ 30 đến 45 ngày, nhưng có thể lên đến 6 tháng hoặc là thậm chí lâu hơn. Đây là khoảng thời gian để doanh nghiệp thử thách và xác định liệu bạn có đáp ứng được các yêu cầu của họ hay không. Trong trường hợp xấu nhất thì các chuyên viên tuyển dụng có thể yêu cầu tìm một ứng viên khác thay thế, hoặc là trong số trường hợp các chuyên viên tuyển dụng phải hoàn trả lại cho doanh nghiệp một khoản thù lao mà họ đã nhận. Và điều bạn có biết là gì? Khoản thù lao mà chuyên viên tuyển dụng nhận được thể hiện công sức họ phải bỏ ra để tìm kiếm các ứng viên phù hợp với cái yêu cầu tuyển dụng. Và điều đó thực sự quan trọng trực tiếp đến thời hạn bảo lãnh của ứng viên. Ví dụ, nếu có một hãng tuyển dụng đưa ra thời gian bảo lãnh là 1 năm, thì có nghĩa là họ đã phải rất vất vả để tìm ra các ứng viên phù hợp ở bất cứ cái khoảng thời gian bảo lãnh ít hơn nào có thể bị coi là thế cấp. Thông tin này cho bạn biết manh mối về khoảng thời gian bạn cần phải điều tra về cơ hội nghề nghiệp của chuyên viên tuyển dụng giới thiệu, nhằm để đảm bảo đó là cơ hội tốt cho bạn để phát triển sự nghiệp, chứ không phải là dịp để chuyên viên tuyển dụng kiếm tiền một cách dễ dàng. Vậy thì điều bạn cần ghi chú là rõ ràng là các chuyên viên tuyển dụng thì đưa ra khoảng thời gian bảo lãnh càng lâu, họ càng đối diện với nhiều rủi ro về hiệu suất làm việc của bạn. Do đó các chuyên viên tuyển dụng luôn phải đề cao cái giá trị khi tìm kiếm ứng viên đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa là bạn cũng sẽ phải chờ đợi một quy trình xét duyệt có thể kéo dài hàng tháng. Ở yếu tố khác tiếp theo là các quy tắc hẹp phỏng vấn, thì mình sẽ nói ở cái phần sau, và phần này đến đây là kết thúc. Sau đây tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số vấn đề về kinh tế tuyển dụng. Tổng quan về cái cơ cấu tổ chức ngành tuyển dụng thì nó bao gồm các dịch vụ sau đây: dịch vụ tư vấn tuyển dụng, 4 loại công ty tuyển dụng chính, hậu trường của việc tuyển dụng và các quy tắc hẹn phỏng vấn, các câu hỏi thường gặp và phần trả lời. Thì nếu bạn hiểu rõ trò chơi sắp tham gia thì bạn sẽ có nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Đối với cái dịch vụ tư vấn tuyển dụng thì nhân viên ngành nhân sự thường sử dụng các thuật ngữ chung như là dịch vụ tư vấn tuyển dụng để mô tả các cá nhân và các công ty giúp họ tìm các ứng viên theo nhu cầu cần tuyển. Có thể bạn sẽ quen với cái thuật ngữ là chuyên viên tuyển dụng, một thuật ngữ mà bao hàm nhiều cấp độ khác nhau như là chuyên gia tuyển dụng, nhân sự cấp cao, hay là chuyên gia tuyển dụng nói chung và các dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời.